Cơn bão số 10 vừa qua đã làm 13 cột biển báo bờ bị gãy sập, nghiêng, làm trôi 2 cột biển báo hiệu. Bờ sông tại nhiều con sông như Ô Giang, Thạch Hãn, sông Hiếu và sông Bến Hải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sói lở. Tuyến luồng thay đổi nên giao thông vận tải đường thủy gặp nhiều khó khăn. Do đó, tranh thủ thời tiết nắng ráo và mực nước sông đang xuống, trạm quản lý đường sông Thạch Hãn thuộc đoạn quản lý đường sông tỉnh Quảng Trị tăng cường cán bộ kiểm tra luồng tuyến sau bão, đồng thời triển khai hệ thống phao báo hiệu đối với những vị trí phao được chỉnh kéo trước bão số 10. Đối với những phạm vi mà bị sạt lở nghiêm trọng, về những phạm vi tuyến luồng thay đổi thì trước phương án trước mắt thì đơn vị là tiến hành lắp đặt các cái báo hiệu tạm, dùng các cái cọc tre về biển báo hiệu bằng tôn. Thì sau khi mà nước nó xuống thấp thì đơn vị sẽ triển khai cái hệ thống báo hiệu khảo sát lại các cái vị trí mà bị tuyến luồng nó thay đổi, và cũng đồng thời những cái vị trí mà thay đổi nghiêm trọng thì đơn vị sẽ có cái văn bản thông báo. Để kịp thời hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy nội địa, đoạn quản lý đường sông tỉnh đã yêu cầu các trạm cử cán bộ khẩn trương khắc phục các biển báo hiệu bờ bị nghiêng sập, sửa chữa khắc phục ngay những biển báo bị hư hỏng nhỏ, lắp đặt biển báo tạm tại các vị trí sung yếu,